Vào một ngày nọ, một thanh niên ngồi chơi tại công viên. Trong lúc đang ngồi nghịch điện thoại, anh nhìn thấy một người đi xe máy ngang qua. Và anh thầm nghĩ, nhìn thằng này ghét quá, phải ném đá nó mới được. Anh tìm cục gạch dưới đất và ném thẳng vào người đang đi xe máy. Người đi xe trạch lái, ngã xoài xuống đất. Đây là câu chuyện ẩn dụ. Trong xã hội hiện đại, đặc biệt trên mạng xã hội, việc ném đá đã trở thành một nét văn hóa quen thuộc. Người ném đá chính là người bình luận, người đi đường là nạn nhân, và hòn đá chính là lời nói và nhận xét. Đã bao giờ bạn phán xét người khác chỉ vì hình ảnh của họ? Đã bao giờ bạn bình luận hay nhận xét họ mặc dù chưa bao giờ gặp họ? Nếu bạn vô tình là một trong hai trường hợp trên, thì bạn nên dừng lại. Lời nói của bạn cũng không khác gì viên đá kia. Sức mạnh của lời nói vô cùng mạnh mẽ, giống như viên đá. Nó có thể làm tổn thương và đôi khi gây ra nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng của người đó nhận. Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.